thì mình xin đây, ở đây cây này mọi người. Mọi người có biết cây này là cây gì không ạ? Mọi người có biết cây này là cây gì không? Cây này nó có tên là Hạnh Tiên Thảo. Mình cũng mà đầu tiên mình nghe tên này. Đấy, đấy. Rất là xinh luôn mọi người ơi. Đây. Đây này là cây Hạnh Tiên Thảo. Mọi người xem là cái lá của nó này mọc sát gốc luôn, nó cái gốc này của nó cũng không dài lắm đấy, mọc sát gốc luôn và có màu tím này, màu tím đây này, màu tím, màu tím nó nổi bật tạo nên một nét riêng của cây Hạnh Tiên Thảo. Cụm hoa là bông dài này, mọc thẳng rõ đây. Có thể cho hoa xuất mùa hè, mùa râu, cuống lá gì đó. Đấy rồi. Màu lá rất là xinh luôn. Mai á, màu tím luôn đó mọi người. Cây này có giá thành rất là rẻ luôn. Một cái cây như thế này mà có 90.000 mọi người ạ. Đó, rất là rẻ. Và đẹp. Không tự ít. Những bạn là một chỗ tím mộng mơ này đó. Mình có thể mua để trang trí không gian sống của gia đình mình đó, để văn phòng làm việc này, để ngoài ban công này, để trong nhà này, để bàn học, nói chung là có thể làm nó để đâu cũng được. Ấy, mình thích để đâu thì để, nhưng mà để trong phòng khách trang trí hay là để trong làm việc bàn làm việc của mình ấy, thì nó rất là đẹp. Cái chăm sóc của cây này rất là dễ, là để phát triển tốt thì có thể để cây ngoài ngoài chỗ mà có ánh sáng, nhưng mà đừng để có ánh sáng ánh nắng trực tiếp vào cây. Đó. Ở duy trì độ ẩm của cây bằng việc là tưới 3 lần một tuần vào phần đất trong chậu. Đó. Tưới 3 lần một tuần vào phần đất trong chậu thôi nhá mọi người. Và thường xuyên lau lá để giúp cho cây quang hợp và mạnh khỏe mạnh hơn đấy. Rồi. Lầu lá này lầu rất sạch mướt mọi người, đẹp tím, cây thân tím, lá tím luôn. Thì đây là cây Hạnh Tiên Thảo có giá thành khoảng 90.000 đồng đấy, mọi người có thể tham khảo nhé. Ai có nhu cầu mua sỉ lẻ hay là như thế nào đó thì mọi người có thể inbox trực tiếp cho mình ở số điện thoại là 0955 299 189, à 198 nhé mọi người. Đó. Hoặc có thể ra cửa hàng trực tiếp luôn thì mình sẽ giải đáp thắc mắc cho mọi người. Thì cửa hàng của mình thì ở 39 Trần Bình, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Đó, mọi người có thể qua đây để vào xem ở cửa hàng mình thì có rất là nhiều loại cây khác. Và mọi người có thể đến đây để mọi người xem. Thích thì mua đấy, mọi người có thể thích thì mua. Đây mình nói là thích thì mua. Không không thì mọi người có thể vào đây để tham khảo xem. Sau này mà mình thích, mình muốn mua thì mình có thể quay lại đây ủng hộ nhé. Cảm ơn mọi người.